Mời ca sĩ Lê Trung Sĩ vào đường Hồng Cơ Vĩnh Thành tượng đài góc đây đã. Mời ca sĩ Võ Thành Tín vào đường Kim Nhang Hòa Nhơn tượng đài góc đài xanh. Ngày qua này. Ủa, tầm nay ngày qua không à? Quý vị và các bạn đang xem trận thi đấu thứ 15 tối đêm nay ở hạng cân 51 kg. 15 rồi. Xong rồi đánh là thành qua. Chạm găng. Hiệp thứ nhất chuẩn bị. Bắt đầu. Một pha nó ao này, thành ấy cho ai nữa mà. Đâu? Thằng này ngày qua nó cũng đơn giản như hầu chứ muốn hiểu lắm á. Đá anh kia mẹ nóc ao tại chỗ. Đó, cái thằng ngày qua xong đánh kìa. Đi bài luôn. Cái đầu ra. Tiếng rất lo sĩ gấp đầy xanh không tuân thủ khẩu lệnh trọng tài. Ra giữa. Đâu? Xanh lâu ghen điểm ngã cho họa sĩ góc đó. Dứt hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp 1 đỏ thắng. Mời hai họa sĩ vào giữa. Hiệp thứ hai chuẩn bị. 39 giờ rồi. Ba kết đi chung lên. Đâu? Chưa biết tên quả này là đâu. Dừng. Đó. Nhắc nhở phả sĩ góc đây đó. Không được câu đầu lên gối đối phương. Dừng. Ra chưa? Cố lên. Đâu? Nấu ăn đi. Buông vô. Đi đi. Được rồi. Dừng. Xanh lâu ganh điểm ngã cho vào xì góc đỏ. Đấu nào đi thủ đâu. Điểm cho mình từ đây tao biết. Sao ấy đoạn nó khoan nó ào rồi. Mày ghê lắm.
quá mà chạy luôn. Tắt. Tiếp tục. Dứt điểm thi đấu thứ hai. Giám định lưu ý. Hiệp 2 đỏ thắng, toàn trận đỏ thắng. Mời hai pha sĩ vào giữa. Kết quả trận đấu, chiến thắng thuộc về pha sĩ gốc Đài Đỏ Lê Trung Sĩ và đường Hồng Cơ Vĩnh Thạnh.